Hết luôn nha cho anh em nha. Thì hôm nay mình đang đi bơi với các bạn. Thì ok, các bạn hãy đón xem video của mình sau đây nhé. Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan hồ bơi ở làng đại học của mình nha. Thì ở làng đại học của mình thì có hai hồ bơi, một hồ bơi ở nhà khách và một hồ bơi ở Bình Nguyên. Thì hồ bơi Bình Nguyên này thì nó được cái hơn là nó có cái máy bơm che trên đầu nè, rồi nước đồ mình thấy cũng chất lượng ok và các bạn bơi nhiều hơn, nên hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan ở hồ bơi nha. Ok, và mình let's go thôi nào. Thì bây giờ mình đang ở hồ bơi Bình Nguyên rồi các bạn. Thì các bạn có đi xe máy thì các bạn chạy vào đây mình gửi xe nha. Gửi xe ở đây thì mình sẽ không mất phí đâu, mình sẽ tính vô luôn cái vé bơi luôn. Thì cái vé bơi ở đây mình chỉ có 25.000 một vé thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình đây là hồ bơi đây. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào phòng mua vé nha. Cô anh lấy cháu hai vé sinh viên. Thì đây có từng các bạn vé gái nha các bạn. Có lịch của hồ bơi luôn nè. Và các bạn nào chưa biết bơi thì mình có thể đăng ký khóa học ở đây nha. Còn ai muốn học luôn thì mình có thể dạy free luôn nha. Hồ bơi của mình thì nó chia ra hai hồ, đó là một hồ thiếu nhi nha các bạn và một hồ cho người lớn. Và ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào phòng thay đồ thôi nha. Cho thay đồ đi, người gửi. Dạ ok. Thì các bạn vào, nếu mà bạn nào chưa có đồ bơi thì các bạn phải thuê ở đây nha. Còn mình đã có rồi thì mình sẽ vào trực tiếp luôn. Thì đồ bơi ở đây chỉ có 5.000 một lượt thôi các bạn. Rất là rẻ luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ vào phòng thay đồ nha. Ok, thì bây giờ mình đã thay đồ xong rồi nha các bạn. Thì mọi người đi bơi á, mình nên trang bị cho mình là một cái kính bơi nè. Có thể là một cái mũ bơi nữa, nhưng mà mũ bơi thì mình thấy không cần thiết cho lắm. Thì kính bơi thì mình đeo nữa cho nó nước nó không vào mắt mình, cho mình khỏi đau nha các bạn. Thì mình thay đồ xong rồi, những cái đồ đạc của mình này chắc chắn mình sẽ có chỗ nó giữ nha các bạn. Thì các bạn vào đây giữ nha. Bác ơi, cho con có cái này chung với lại số này nữa. Sẽ dẫn các bạn ra hồ bơi nha. Thì đây là những phòng thay đồ của mình nha các bạn. Thì các bạn trong quá trình của mình á, mình mới đầu tiên mình mới bước vào hồ bơi á, thì mình thay đồ bơi xong mình, các bạn hãy nhớ cho mình là mình phải tắm sơ qua người mình nha, để mình làm trôi đi những chất bẩn cho cơ thể của mình nè. Thứ hai nữa là mình để cho thân nhiệt của mình á, nó ứng được, nó không bị xuống đó rồi xong bị hạ nhiệt đột ngột, nó có thể là làm cho mình bị chụp rút đi các bạn. Ok, thì đây là hồ bơi của mình nha các bạn. Khởi động đi Hiếu. Hello các bạn, hello ơi. Mình đang quay vlog nha. Ok. Thì hôm nay khí hậu rất là mát nha các bạn. Thì bây giờ đang rất là sớm, còn rất sớm, giờ khoảng có 2 giờ thôi nên hồ bơi của mình chưa có đông lắm đâu. Thì khoảng tầm 4-5 giờ thì các bạn sinh viên mới học ra hay là gì đó thì sẽ rất là đông hơn. Thì trước tiên xuống hồ bơi, các bạn nhớ cho mình là các bạn phải khởi động nha. Ok, thì bây giờ mình cũng phải khởi động sơ sơ đây. A few moments later. Bây giờ mình đã khởi động xong rồi nha. Thì hồ bơi của mình nó có độ sâu cái bề đầu này thì chỉ có 1m2 thôi nha các bạn. Thì cái này dành cho người không biết bơi nha, hay là mình tập bơi gì đó.
thì ở bậc độ sâu sâu nhất là ở cuối đáy kia thì nó khoảng 2 mét nha các bạn. Thì ở khu vực đầu này thì mình khuyên các bạn là mình không nên nhảy chuối nha, vì ở đây rất là cạn, mình nhảy chuối thì sẽ bị rất dễ bị chấn thương. Và cái điều nữa là mọi người khi bơi mình phải tuân thủ theo cái quy định của hồ bơi này, là mình không có được bận đồng phục mà khác đồ bơi vào nha. Khi mà mình bận không có đúng đồng phục thì những anh chị quản lý ở đây sẽ không có cho mình vào bơi đâu nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ xuống hồ bơi thử và trải nghiệm thử nước ở đây ra sao nha các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi xuống hồ bơi để mình trải nghiệm thử nước ở dưới này sẽ ra sao nha các bạn nha. Ok, mình bắt đầu thôi nào. Thì điều đầu tiên mình xuống nước ở dưới hồ bơi này rất là mát luôn các bạn. Nước ở đây thì bao trong, bao sạch, bao thơm các bạn. Rất là thoải mái luôn nha. Thì nước ở đây mình đang đứng ở khu vực đó chỉ có 1m2 thôi nha các bạn. Thì mình như mình cao 1m7 nè. Đứng ở đây thì chỉ cao tới ngực thôi. Để mình ngực thôi nha các bạn. Thì các bạn nào mà ví dụ như mình sợ độ sợ nước này, mình sợ độ sâu thì mình cũng đừng có sợ mà mình không đi bơi nha. Đi bơi thì rất là tốt với các bạn, nó giúp cho mình giải trí nè, giúp cho mình tăng sức khỏe nè. Như các bạn mà đi học nè, mà căng thẳng đồ, ok mình đi xuống bơi thì mình thả người vào cái dòng nước thì rất là thoải mái luôn nha. Thì ở đây có những thầy cô và anh chị sẽ luôn dạy bơi cho mình nha các bạn. Thì có các cô bơi là bơi sải và bơi ớt. Thì cái số tiền như là một kỳ học vậy là khoảng 700-800 ngàn gì đó. Thì các bạn nào muốn đăng ký thì mình có thể tới đây đăng ký nha. Còn ngoài ra thì các bạn nào muốn học free thì ok mình sẽ dạy nha, chỉ ưu tiên nữ thôi nha. Thì sau này sau lưng này các bạn của mình đang đùa giỡn dưới hồ bơi nha các bạn, rất là vui luôn nha. Thì hồ bơi của mình luôn có những anh chị ở sau giám sát nha, nên rất là an toàn luôn. Nhỡ gỡ các bạn nào chuột chân hay mình bơi ra xa, mình bị chuột lúc sau đó thì luôn có những anh chị cứu hộ cho mình nha. Các bạn không có lo lắng về sự an toàn ở đây nha. Rất thoải mái nha các bạn, luôn rất là chậm luôn. Các bạn thấy nè, mình có thể rọi xuống dưới chân của mình luôn nha, rất là mát luôn. Thì bây giờ chỉ tầm khoảng 3 giờ thôi nên mọi người chưa có đến đâu. Và ở bên này có một hồ cho con nít nha các bạn, có 2 hồ dành cho con nít mà 1 hồ dành cho người lớn, là 3 hồ. Thì ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Các bạn nào thấy video của mình hay và bổ ích, các bạn hãy nhớ like và share nha, nhớ subscribe cho kênh của mình nha. Thì có thể là bạn nào chưa biết đường đi đến hồ bơi này thì có thể comment bên dưới, mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn nha. Đây là hồ bơi mình nguyên nha các bạn. Ok, xin chào các bạn nha.